nhiều. Thì bây giờ mấy em ăn thử trái cà đi. Mỗi trái cà ăn vô thử ra như thế nào. Mình try. Ăn thử đi. Cái cà này được lấy được cái nó khác, hai cái khác nhau. Ăn này trước, ăn trước thì xong mới ăn cái cà này. Mình thấy sự khác biệt của hai cái cà. Thấy nó giòn hơn không? Nó cứng hơn không? Alright, nào thử bên này. Để người ta ăn trước người ta nói. Okay. Ăn thử cái này, mà cái này chưa lấy được. Con ăn luôn đi. Thử rồi cô ơi. Ăn hơi no mẹ. Dạ hả? Em thấy khác một đúng không? Giòn, một cái mình chua nữa, chua. Okay, chua. Mà giòn giòn từ trong ra ngoài luôn phải. Giòn ngoài giòn nội. Rồi bây giờ là excuse me. Bây giờ mình nói rằng á, thường thường mình đi ăn nhà hàng á, mình nói mình ăn thích ăn có dầu mỡ nhiều thì mình uống một ít soda nó sẽ làm cho mình tiêu. Ha. Oh, trà nóng cô. Trà nóng. À. Không, cái này cũng này. Cái kia đó. Đây. Serious. I always get hot tea. Nước nó cũng không hòa tan và soda nó cũng không hòa tan vô trong cái dầu đúng không? Boom. Cái nướng này á thì nó hòa tan. Nó hòa tan cái này. Em lấy cái này. Tan mỡ. Sold, I need it right here. Thấy không? The worst. Thấy không? Thành ra đó, uống cái nước này sẽ làm tan mỡ dư thừa của mình. Mỗi ngày uống càng nhiều đó, từ từ những mỡ dư thừa của mình đó sẽ đi từ từ hết. Rồi bây giờ là chị sẽ thử xem mình rửa rau quả như thế nào ha. Thì hàng ngày đó mình chị lấy cái chai này á để chị thử cái lo riêng ở trong nước. Mình rửa rau đúng không? Không có lori nên hút vô rau hết. Em thấy không? Hút vô rau hết. Rồi bây giờ đó là chị That's awesome. That's good. Đây, bây giờ chị rửa rau lại với lính 11.5 thì em thấy không? Nó lấy ra lại những cái mà Lorin nó đã hút ở trong cái rau đó, lấy ra cho lại hết. Em thấy chưa? Em thấy không? Lấy ra lại hết tất cả những gì mà nó hút trong đây, giống như nãy chị rửa cà vậy đó. Lấy hết những hóa chất nó đã thẩm thấu trong đó. Mà những cái nhà trồng trọt chắc chắn họ bỏ cái thuốc trừ sâu vô để mà bảo vệ cho trái cà không bị hư, và đồng thời làm cho cái nó mau, nó nhanh, nó phát triển nhanh để mà bán kiếm lời nữa. Thì nước này nó có khả năng lấy ra hết tất cả những cái hóa chất mà nó bỏ trong đó. Rồi cái thứ hai là chị thử cho em là hàng ngày mình nhất là những người chuẩn neo họ làm việc không có thời gian ăn, rồi họ ăn miếng mì gói vô cho nó lẹ, họ làm tiếp. Thì chị sẽ nói cái tác hại của mì gói như thế nào khi họ ăn ha. Quen cái chai này, okay.
Ok, coi như là cái này tượng trưng cho trong cơ thể mình bị độc tố rồi đó. Có cái độc tố trong người mình đó. Rồi khi mình ăn một miếng mì gói vô á, thì nó sẽ giúp mình thế nào? Làm cho mình ra như thế nào? Uống bao mì quá. Control yourself. I'm trying. Em thấy không? Mì gói đó. Đây, mình ăn vô ruột của mình đó. Wow. Thấy không? Nó đen như vậy nè. Wow. Thấy không? Nó đen như vậy đó. Wow. Rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất là độc luôn. Uh-huh. Rất là độc luôn. Thành ra bây giờ ha, chị Mai ha, khi mình ăn vậy rồi đó, nó đen ở trong nó quá, nó trở thành trong cơ thể mình nó đen vậy đó, thì mình uống nước Kangen như thế nào? Tại vì cái nước Kangen này á, cái tính chất của nó là nó detox mà. Nó giải độc hết những mà cái hóa chất, những cái độc tố trong người mình ra rất là nhanh luôn. Đó. Đây, em thấy không? Nó trắng trở lại. Đó, thành ra mình ăn cái gì mình ăn, nhưng mà khi mình uống nước Kangen là đẩy hết độc tố trong người mình ra rất là hiệu quả luôn. Và một bên cạnh đó nữa, ví dụ trong người mình á, là nó cũng có những cái độc tố đúng không? Nhất là ngành nail mình làm á, mình đem cái độc tố vô người mình mỗi ngày luôn đó. Rồi những thức ăn nữa. Rồi khi mình ra được, mình cũng hít thở không khí ở trong cái ở ngoài trời đó, là nó xe chạy đó, nó thải những khí mà nghĩa là những cái hóa chất nó vô trong không khí mình cũng hít, đó là hóa chất luôn. Thì giờ mình uống nước Kangen thì sao? Cảm thấy không? Nó làm cho người mình đẩy hết độc tố ra, rất là hiệu quả luôn, rất là tốt luôn, em thấy chưa? Thành ra rằng đây á, những cái mình mới biết là tầm quan trọng cái nguồn nước mình uống như thế nào, nhất là nước Kangen nó giúp cho mình được như thế nào. Thành ra là để bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi á, một cái đặc điểm thứ ba nữa là microplaster, là cái vi phân tử á, như thế nào. Thì thường thường mình pha trà bằng nước nóng chứ mình không pha trà bằng nước lạnh đúng không? Thì bây giờ chị pha trà bằng nước lạnh cho mình coi nha. Đúng không? Tại vì á, tại vì cái nước tap water hoặc là bất cứ nước bình nó chai không có khả năng pha trà bằng nước lạnh được, mà chỉ có nước Kangen không có khả năng đó. Vì sao? Tại vì á, cái vi phân tử của nó đó, nó rất là nhỏ, nó nhỏ từ 4-6 lần so với cái nước bình, nước chai cho nước tap water. Thành ra nó có khả năng thẩm thấu rất nhanh vào những cái sắc trà và nó lan ra những cái độ tinh túy của trà ra rất nhanh. Nếu mà mình nấu ăn á, với xương á, thì nó lấy cái bộ dưỡng của xương ra rất là nhanh luôn. Tại vì sao? Nó vi tinh thể nó nhỏ đó, nó chui vô tế bào á, trà tế bào của mình luôn. Nó giúp cho mình thải độc tố và giúp những cái chất ngọt của xương nó lấy ra hết rất nhanh. Nếu á, mà em uống một cái dược thảo hoặc là những cái chất bổ gì với nước Kangen á, và nước với nước bình nước chai nó khác nhau rất là hoàn toàn. Nếu mà em uống với nước này, nó sẽ giảm mất 50% cái bổ dưỡng của nó, và uống nước Kangen nó sẽ tăng hết những cái bổ dưỡng của cái dược thảo mình uống vô 100% luôn. Đó là ba đặc điểm nổi trội nhất của cái nước Kangen của mình. Thành ra là khi á, mình á, thấy cái nước á, đem vô cơ thể mình nó giúp mình như thế nào, thì do sự quyết định của mình. Bây giờ ung thư quá nhiều là do những hóa chất bây giờ trên thị trường quá nhiều. Thành ra ung thư á, được ngăn chặn bởi nguồn nước này. Nếu mà mình á, quyết định á, đem cái nguồn nước tốt vô cơ thể mình thì được cái lợi ích như vậy. Thì bây giờ chị á, là làm để mộ cho mấy em thấy được cái nguồn nước Kangen của mình tốt như thế nào, thì quyền quyết định của mình xài hay không. Thấy không? Đó. Và đồng thời á, chị cho mấy em thấy. Đây, những hiệu quả của nước. Thứ nhất là làm tan mỡ mức dư thừa trong cơ thể của mình. Và cái rửa rau như nãy chị làm cho em thấy đó. Và cái ốc của những người uống nước acid nó như thế này. Và ốc của những người uống nước alkaline nó làm cho cái ốc mình nó healthy. Giống như hồi nãy Châu nói á, là mình uống cái nước gì như thế nào. Như nãy chị có thâu những cái gì em nói đó. Do có đường ruột chị. Dạ hả? Cái đường ruột. Đường ruột hết.
và những đứa bé nó bị acid trên mặt của nó đó, nó chỉ cần cái nước mà mấy em nãy ngửi cái mùa acid á, chỉ cần rửa nó thôi mỗi ngày và uống cái nước alkaline thôi là nó tự động hết, không cần phải uống hoặc là xịt cái gì trên mặt của nó hết. Và cái đường ruột của những người chưa uống nước nè, và sau khi cái đường ruột của những người uống nước vài tháng nó sẽ được sạch, và cái đường ruột này của những người bị ung thư và uống vài tháng cũng được sạch luôn. Và những người này bệnh ngoại da nè, thấy không đó, psoriasis á, chỉ cần rửa cái nước đó thôi, rửa cái nước mà 2.5, nước độ pH 2.5 trong cái máy á, và uống cái nước Kangen thôi là tự động hết. Và những người bị bệnh giống như bệnh Việt Nam gọi là bị lát á. Dạ, lát. Thấy không? Đây là tầm ảnh hưởng của nước đối với cơ thể mình rất là cao luôn. 75% cơ thể mình là nước. Thấy không? Nếu mình đem cái nguồn nước xấu vô trong người mình á thì chắc chắn mình sẽ bị bệnh. Phổi của mình là 90% là nước, máu mình 82% là nước, da mình cũng 80% là nước, muscle 75% nước, óc mình 70% là nước, bone 22% là nước, toàn bộ chi phối bởi nước. Thì đó, nước alkaline đem vô người mình sẽ giúp mình ngăn chặn tất cả mọi thứ bệnh, đặc biệt nhất là ung thư, rất là hiệu quả. Và ngoài ra trong nước mình có một cái nước beauty water, nó giống một cái toner, nó làm cho da mặt mình nó moisture, lỗ chân lông cũng tốt nữa, cũng khích lại nè. Đây là những cái lợi ích của cái nước beauty water. Làm cho tóc mình nó cũng tốt nữa. Đây, nãy là tại chị thử gạo đó, do gạo đó mà làm loose way nè. Đó, cũng như là ông Bill Gates, ông có mười mấy cái máy, ông xài rất là lâu rồi. Và những người nổi tiếng họ đã tìm cái nước nào tốt nhất để họ uống để bảo vệ sức khỏe của mình. Và đặc biệt nhất là bệnh gao. Bệnh gao như hồi nãy là em đã nói em bị bệnh gao, và em uống cái nước này nó có tác dụng thế nào, thì đây là minh chứng. Thấy không? Là bị bệnh gao cũng hết luôn. Đó, những đứa bé này bị bệnh ngoài da, hầu như là cái nước mình rất là tốt, giúp rất là nhiều người bệnh nhân mà không cần phải vào thuốc gì hết. Những người bị bệnh tiểu đường sắp cưa chân tới nơi đó, chỉ cần ngâm cái nước đó trong vòng 20 mấy ngày thôi và uống cái nước đó thôi là hết cưa chân luôn. Đó, đó là tại vì cái nước ảnh hưởng tới cơ thể mình rất là lớn, rất là ấy luôn. Đó. Và bây giờ đây, những cái nước alkaline ở ngoài thị trường, alkaline ngoài thị trường á, như là Walmart bán cái bình này 19 đồng, nhưng mà thật sự nước này alkaline nhưng mà nó không có fresh bằng mình, nó để trên kệ rất là lâu nó alkaline chết. Còn nước mình là fresh, lấy ra uống liền đó, rất là tốt. Rồi á, mình á cũng ít khi nào mình dám mua cái bình nước 7 đồng lắm, mình chỉ chọn cái nước này thôi. Chai bia 7 đồng thì dám mua. Dạ, chai bia 7 đồng dám mua, chứ bình nước 7 đồng cũng dám mua, mà mình chỉ thích uống cái nước này thôi. Em thấy không, bình nước này em thấy không, nó để ngoài trời như nè, cái chất bisphenol A nó sẽ chắc chắn sẽ tan chảy trong đây mà mình không biết. Thấy không, mình thấy nước trong nước sạch là mình uống thôi đó, nhưng mà lâu ngày vài tháng mình bị bệnh. Và em thấy không, đây toàn bộ những cái nước alkaline trên thị trường bán đâu có rẻ đâu, bán không có rẻ, rất là mắc. Nhưng mà nếu mình mua một cái máy với cái giá 3.980, em so sánh với một người uống nước trong 15 năm đã tốn 16.000 rồi. Đây là Queen Family 50 mấy ngàn trong 15 năm tiền nước đó. Trong khi mình mua cái máy này xài được 25 năm mà nước tốt nhất trên thế giới, nguồn nước chữa bệnh, nó ngăn chặn bệnh nữa. Tại sao mình không xài cái nước tốt nhất trên thế giới mà mình đi xài nước này? Phải xách nặng, phải tốn nhiều tiền hơn nữa. Thấy không? Đó, người ta chỉ nói em á là may mắn là cái máy nước này có ra đời đó. Chứ không á, em nè, độc tố vô người em mỗi ngày, em lấy cái gì em đẩy ra? Mình không có cái gì đẩy ra hết trơn, đúng không? Chỉ đem vô thôi mà không có đẩy ra. Đó, thành ra là mình phải biết bảo vệ sức khỏe mình. Là cái máy thế nào? That's why. That's great. That's great. Very thorough, luôn. Okay. Yeah, yeah, sure. À, chị Mai cho em hỏi cái này nha. Bà chị em á, nhà bà dùng nước giếng. Ở trong nước giếng á, mình có thể gắn cái máy này vô.